Nguyên Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và trong phần 1 thì anh Thắng đang kể cho Nguyên Anh nghe cũng như là khán giả đi tới một công viên ở bên North Wales, là một trong những công viên mà anh Thắng cực kỳ thích. Thì trong phần 1 anh Thắng có nói là công viên Vincennes là có tới 3 phần. Mình nói phần 1 nó có cái gì rồi. Vậy thì phần 2 với phần 3 của công viên thì có những gì đặc sắc hơn anh Thắng? Chúng ta càng đi sâu vào trong đó, yeah. Chúng ta càng thích thú với những các bức tượng đã được ông Vigeland diễn tả. Và cái đặc biệt đó, qua cái video clip chúng tôi gửi đến đó, quý vị sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của cả một cái kiếp nhân sinh. Có nghĩa từ lúc chúng ta bé, chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên và chúng ta bắt đầu có tình yêu, chúng ta có sự ghen tuông, có cái tham, có sân si, có công việc mệt nhọc, có những lúc mà chúng ta bị stress, chúng ta cần nghỉ ngơi như thế nào và chúng ta bị già như thế nào. Thì tất cả cái đó nó đều được nằm trong cái phần 2. Trong cái phần 2 chính giữa. Mà phần 2 thì thay vì được đục khắc những cái tượng từ những đá hoặc là bằng xi măng, thì ông đã đục đẽo bằng đồng. Bằng đồng. Thành ra đó là những cái tượng bằng đồng và đã làm được chung quanh cái đài gọi là đài phun nước. Và chung quanh cái đài phun nước đó thì ông ấy mỗi một làm một hình vuông. Và mỗi cái hình vuông đó là có 4 cạnh. Và mỗi một cạnh thì bên trên là ông xây những cái cây, và tôi gọi nó là cây nhân sinh. Và tất cả đời sống con người đó đã tụ tập chung quanh dưới cái cây đó. Thế tuy nhiên dưới cái chân gốc cây đó thì tất cả là có 4 góc cạnh, và mỗi góc là 15 bức tranh bằng đồng luôn, và đã được ông miêu tả hết về đời sống. Thành ra tôi chúng ta đến mà chúng ta chỉ liếc qua thì chúng ta sẽ không hiểu, không cảm nhận gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta đến và chúng ta chịu khó là để tâm mình nhìn vào từng bức tranh, có lẽ chúng ta cảm nhận rất nhiều. Tôi rất là thích thú với những bức tranh này. Và trong một cái bức tranh mà trước khi nói chuyện với Nhất Anh, đã có chỉ cho Nhất Anh xem một bức tranh tôi rất là thích. Đó là hình ảnh giữa một cái hai người nam và người nữ, gọi là đang gọi là như là đến với nhau. Nhưng mà cái chính giữa cái người mà ngăn chia cái người nam người nữ đó là thần chết. Và ông đã miêu tả cái thần chết là cái lúc nào cũng vậy. Tình yêu chúng ta không mất, nhưng mà thần chết là người chia cách cái tình yêu rồi. Đó. Và cái hình ảnh đó làm cho tôi xem và tôi cảm nhận một cách lạ lắm. Và đặc biệt nữa là ông Vigeland đó, là ông làm rất là nhiều tượng. Ông rất là nhiều tượng. Và những bức tượng của ông đều không có để tên. Ông không hề hướng dẫn cho mình biết cái bức tượng này ý ông muốn nói về cái gì cả. Thành ra khi chúng ta xem những bức tượng trong cái công viên Vigeland Park đó, là chúng ta chỉ có cảm nhận giữa mình với cái bức tượng đó, giữa mình với cái hình ảnh của cái bức tượng đồng hoặc là bức tượng bằng đá đó. Thì đó là một cái điểm rất là đặc biệt trong cái công viên Vigeland mà chúng ta đến thăm. Thì qua cái phần 2 là tôi vừa trình bày, chúng ta thấy tất cả những cái tượng được miêu tả bằng đồng hết. Thì qua đến cái phần 3 là cái phần cuối của cái công viên. Thì ở cái công viên này thì đây là nó giống như là một cái base trên một cái đàn, nó có lên 2-3 tầng, nó giống như cái đàn Nam Giao ấy. Thành giống như cái đàn là ngày xưa vua chúa hay đó, thì ta gọi là cái đàn. Thì đây nó là một cái base, và trên cái base nó để một cái thạch trụ rất là cao. Và trên cái thạch trụ đó thì chúng ta nhìn qua chúng ta hiểu ngay đó là một cái triết lý của người Hindu bên Ấn Độ, gọi là Bà La Môn đó. Cái triết lý đó họ thờ về Linga Vijoni, tức là về cái sinh thực khí của người nam và sinh thực khí của người nữ. Và cái đó là cái cách để mà coi như là cái âm dương để mà tạo ra cái sự sống. Và trên cái cây sinh thực khí của người nam đó, cái thạch trụ đó, thì ông đã điêu khắc cả hơn 100 cái tượng, là già có, trẻ có, baby có, tất cả nằm trong cả một cái thạch trụ đó. Thành ra cái mà người nào có một cái suy nghĩ nào về cái triết lý nhân sinh thì chúng ta sẽ hiểu nó qua cái mà mình hiểu. Thành ra cái văn hóa của nó trực tiếp đi vào người mình, và mình tự trả lời cho mình cái đó nó muốn nghĩ là gì. Còn dĩ nhiên nếu mà có thế mà có người đi bên cạnh nữa, mình bàn với nhau thì quá tốt. Còn không thì mình với cái bức tượng, với cái sự diễn tả của ông Vigeland đã cho mình biết là mình nói chuyện với chính mình. Và mình tìm hiểu nó như thế nào. Thì đó là một cái điểm mà tôi cho là rất là thích thú khi chúng ta đến thăm cái Vigeland Park. Thật sự đó là một trong những cái điều rất là hay mà của một cái người điêu khắc da mà người ta để lại. Thay vì như anh Thắng nói là mình hướng tới cái tác phẩm của mình cho người khác hiểu liền,
thì cái này là do cảm nhận của mỗi người mỗi khác. Và vậy có mà cái đó mới chính là điều tôi, hay. Tôi với Nhất Anh đi trả đến đó. Nhất Anh sẽ nhìn cũng bức tranh đó, Nhất Anh hiểu cái ý, theo ý của Nhất Anh và tôi cảm nhận được cái cảm nhận của bức tranh nó nói với tôi thôi. Thành thường chúng ta nếu mà chúng ta đi được hai ba người mà chúng ta có một chung một cái suy nghĩ, có một cái suy tư, mình có thể bàn với nhau và mình học hỏi lẫn nhau về những cái điểm văn hóa đặc biệt đó. Và đó mà tôi cho đó, cái đó là chính là cái gọi là cái cây nhân sinh, kiếp nhân sinh nó nằm ở đó. Và cái đó là cái mà tôi nghĩ là mình đi du lịch nhưng mà đồng thời mình có những cái văn hóa của một cái người nghệ nhân nào đó để lại và chúng ta học hỏi một cách ngẫu nhiên. Và trong cái sự ngẫu nhiên đó là mình cảm thấy mình hạnh phúc với chính mình. Câu hỏi cuối cùng mà anh muốn dành cho anh Thắng đó là ngoài cái bức tranh mà hồi nãy là anh Thắng nó thường chết chia cắt cả đôi nam nữ thì còn cái nào mà anh Thắng thích ngoài cái đó ra? Cát bụi. Cái hình ảnh cuối cùng là chúng ta thấy con người sẽ trở về các cát bụi, chỉ còn bộ xương khô thôi. Và cái tuổi thơ nó vẫn là đứng đâu đó trong cái đó. Nhưng mà một cái bức trong cái khu vực phần thứ ba đó là tất cả những cái bức tranh và bức tượng bằng đá đó đã được ông điêu khắc lại đó, nó hấp dẫn người xem lạ lắm. Những hai người lớn tuổi, không, hai người già bắt đầu gọi là lo lắng cho nhau. Không, người nữ lớn tuổi gục đầu vào vai của một người nam, thành ra mà hai người đều là hai người lớn tuổi. Thành ra khi mà mình ấy một cái tuổi nào, thành ra ở đó không phải chỉ có miêu tả về người già không, có miêu tả về người trẻ nữa, có những người trung niên, có những người bé thơ và có những người vui đùa giữa một cái gia đình. Đó. Thành thử chúng ta đến đó chúng ta thưởng thức được hết những cái mà của một người nghệ nhân muốn nói lại về cái đời sống, về cái nhân sinh của họ cho mình thôi. Còn mình hiểu như thế nào tụi mình, tất cả những bức tượng của Vigeland đều không có để tên và đều không có nghĩa, không có viết một cái tựa đề để cho chúng ta hiểu ý ông muốn nói gì, ông để cho mình hiểu thôi. Dạ vâng, nhanh cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay và hy vọng là lần sau mình sẽ còn được đi nhiều. Tôi rất là thích thú không được có dịp nói chuyện với Nhất Anh về cái đề tài kiếp nhân sinh. Vì đó cũng là một trong những cái đề tài mà chúng ta rất là cần trong lúc đi du lịch. Đó là một điểm văn hóa rất là tốt. Dạ, cảm ơn anh Thắng và nhanh hẹn gặp Thắng trong chương trình lần sau. Cảm ơn Nhất Anh, cảm ơn quý vị khán giả.